Rồi, và bây giờ thì tụi mình sẽ bỏ em Ryan vào trong cái lều cho em chơi. Cho mọi người xem thịt nướng của tụi mình nha. 3, 2, 1. Ryan, Ryan, hôm nay mình đi picnic với lại ba mẹ của mình. Mình sẽ cắm trại ở đây nha, nguyên một ngày luôn nha. Hello, hello, ba mẹ làm gì mà lạ quá ta? Ba mẹ đem lò nướng nè con. Ba mẹ đem lò nướng nè, đem đồ ăn nè, đem thịt nha. Làm thịt nướng ăn nha. Bé ơi. Hi, chào tất cả mọi người. Hôm nay cả gia đình Phương, Talon và bé Ryan sẽ cùng nhau đi picnic. Tụi mình sẽ làm thịt nướng nè, rồi cho Ryan chơi cắm trại nè. Mình hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho gia đình mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo góc phải màn hình. Và đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của gia đình mình nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho gia đình mình một like ở bên dưới nha. Rồi thì bây giờ anh đang lại dựng lều, còn Phương thì lại dọn dẹp bàn. Thì ban đầu tụi mình dự tính là đi cắm trại, đi camping. Nhưng mà dự báo thời tiết nói rằng có bão mọi người. 2 giờ chiều ngày hôm nay, sau 2 giờ chiều hôm nay và ngày mai có bão. Nên là tụi mình đã cancel cái camping site. Nên là hôm nay tụi mình chỉ đi picnic ở cái công viên. Con đừng có tháo giày ra. Picnic ở công viên gần nhà thôi. Rồi tầm 2 giờ chiều mà bắt đầu có mưa, có bão thì tụi mình đi về nhà mọi người. Chỉ đáng lý ra là tụi mình tính là cắm trại ngủ bên ngoài như vậy luôn 2 ngày hoặc là 3 ngày. Đã, con xuống đây, mẹ cho con phải đi. Hôm nay thì trước khi mà anh Dylan lên trước giám đốc của công ty thì anh Dylan có dành ra thời gian cho gia đình của mình ha. Anh Dylan xin phép nghỉ 4 ngày để đưa cả nhà mình đi chơi. Bởi vì tụi mình biết sau này thì anh Dylan sẽ rất là bận rộn và sẽ có ít thời gian hơn cho gia đình. Và hôm nay được một dịp cả gia đình mình sắp xếp đi cắm trại ở bên trong rừng. Nhưng mà bây giờ thì dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có giông bão, nên là tụi mình sẽ không đi cắm trại nữa mà sẽ chuyển sang là đi picnic sáng đi chiều về, ăn thịt nướng ở trong một công viên gần nhà mọi người. Thì công viên này chỉ cách nhà mình khoảng 15 phút lái xe thôi. Và dự báo thời tiết thì cũng nói rằng hôm nay 2 giờ chiều sẽ mưa. Nên là gia đình mình cố gắng sắp xếp đi sớm vào lúc 8 giờ sáng để tụi mình có thể chơi được một tí với lại em Ryan. Và sau 2 giờ chiều thì cả gia đình mình sẽ cùng nhau lái xe đi về nhà mọi người ơi. Thì dạo này Ryan đã có vẻ như là dạn dĩ hơn trước rồi, bởi vì suốt một năm qua thì là dịch hoành hành ở Canada thì con chỉ ở nhà chơi với ba mẹ thôi. Nên là Phương và Dylan cảm thấy bé có hơi nhát một tí. Nhưng mà mấy tuần nay sau khi mà Dylan và Phương đã quyết định mỗi tuần đưa con đi chơi nhiều hơn và mỗi ngày đưa con đi dạo bên ngoài 2 lần thì cảm thấy là bé đã dạn dĩ và dũng cảm hơn rất là nhiều rồi. Con rất là hòa đồng với những bạn chơi xung quanh mình nè. Rồi con không có sợ nữa. Hồi trước là bé thấy cái trò chơi gì mới hay là đồ chơi mới là bé hay sợ lắm ông bà cô chú ơi. Và hôm nay thì Ryan trộm vía ha, con đi chơi bên ngoài với ba mẹ, con ăn rất là ngon và ngủ rất là ngoan, không có quấy khóc. Wow, gió mát quá đi. Gió mát quá Ryan ơi. Ryan ơi, mẹ bỏ đây này. Mẹ bỏ đây cho mọi người thấy con nha. Hello. Vỗ tay bà cho ăn bánh, không vỗ tay bà đánh trên đầu. Vỗ tay nào. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Hôm nay mình đi ăn thịt nướng nha. Không biết em bé ăn thịt nướng được không ta? Em bé chắc còn nhỏ chưa ăn cái smoke với lại thịt nướng được hả?
tay dính gì vậy? Tay dính gì mày coi mày mấy coi. Mát chưa? Mát không? Mát. Rồi, và bây giờ thì tụi mình sẽ bỏ em Ryan vào trong cái lều cho em chơi. Còn tụi mình thì đi chuẩn bị đồ ăn nè mọi người. Chuẩn bị đồ ăn nè, làm barbecue nè. Và gió quá ta. Ryan. 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 Nan đang chơi. Nan đói bụng rồi. 15 phút nữa mẹ cho Ren ăn nha. Nó nhai được á ba, ăn thịt bằm hay là thịt thịt mà cắt nhỏ nhỏ, miếng nhỏ nhỏ cái nó ăn. Anh đang nói chuyện với ông bà ngoại nè, cô chú ơi. Năm tay nó bấm bấm rồi nè, bấm bấm. Con đói chưa? Ran đang chơi trong lều, mát ghê. Bây giờ thịt thì hôm qua Phương đã ướp sẵn rồi. Bây giờ anh đưa lên nướng thịt nè mọi người ơi. Nhìn hấp dẫn chưa? Cho em một miếng xem nào. Đợi đợi em một chút, em bỏ cái máy quay đây. Ngon. Còn em Ryan thì đang ngồi ăn bánh. Trời ơi, sao con bỏ bánh rồi? Sao con giục bánh rồi? Con giục bánh rồi, hết bánh rồi Ryan ơi. Con làm gì? Tại sao con giục bánh của mẹ? Con giục bánh rồi, hết bánh ăn rồi. Rồi mọi người xem thịt nướng của tụi mình nha. Wow, thơm quá. Wow, awesome. Watch this. Oh. Khét hả, khét hả? Không sao, từ từ. Để em bỏ cái máy quay ở đây. Để cho Ryan ra đây. Bánh mì của Ryan mẹ để đâu? Con từ từ. Cá hồi, anh ăn bánh mì với cá hồi, ông bà cô chú ơi. So good. Tụi mình còn đem nấu lẩu nữa mọi người. Khá hơn nấu lẩu. Hồi. What's wrong?
cực kỳ ngon luôn mọi người. Xem đây, Phương vừa ăn vừa đút cho Ryan luôn. Thường thường thì ở nhà em sẽ có cái bàn em tự ăn, nhưng mà hôm nay tụi mình đi picnic không có cái bàn nên là Phương phải đưa từng phần miếng cho Ryan. Vừa đút cho Ryan vừa đút cho Dylan luôn. Đi. Ngồi đây thì khói quá nhưng mà tiện. Sao lại con sao con dục? Sao con quăng của mẹ? Ngồi đây thì hơi khói cho em Ryan. Ăn đi, không có dục nha, dục là mẹ không cho ăn nữa nha. Trời. Mẹ ăn thịt của mẹ nè, con ăn thịt nướng không? Con no rồi thì mẹ đóng lại nha, con không có dục như vậy nha. Ngon quá Dylan. Yeah, it's good. Nè, cho Dylan ăn luôn. À, mình ngồi mình ăn với ba mẹ của mình. Có ăn thịt không? Thịt này có ướp gia vị rồi nên mình không cho em bé ăn. Sang gym chưa ha? Rồi xấu lắm mà, cảm thấy khủng khủng rồi vô trở lại. Nữa không? Có ăn thử không? Có ăn thử cái nào? Cái gì mà nè thôi cho bánh mì nè, thôi đừng có quăng, không ăn thì đừng có quăng của mẹ nè bánh mì. Rồi con quăng rồi là mẹ không cho ăn rồi. Bánh mì đi rồi, thôi quăng là không ăn nha. Ryan đang làm mì ba đó. Ryan ơi, có chân té té. Ngồi đàng hoàng có chân té té nha. Papa be careful. Wow. Nhúng đi, cưỡi ngựa đi. Nhông 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 ba làm con ngựa. Alright, lên đi chơi. Yeah, woohoo, yeah. Let's go. Alright, here we go. How's it going, little guy? We're trying. Okay, let's go play on the swings. Yeah.
Okay, 3, 2, 1. Wow, look at you. Wow, so cool, Ryan. Look at you, little guy. Wow. Where's Ryan? Where's Ryan? Where's Ryan? Where's Ryan? Ryan, hey. Hello. Hello, Ryan. I'm gonna tickle you. I'm gonna tickle you. Here we go. Okay. All right. Wait. So here you go. 3, 2, 1. Wow, look at you go. Rồi, sau khi mà ăn thịt nướng thì bây giờ Phương làm sườn hầm củ sen với lại cà rốt nè mọi người. Thì mình nấu ha, rồi mình có bỏ nước mắm nè, rồi một ít bột canh nè, một ít đường mọi người. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bởi vì ăn thịt nướng cũng khô rồi nên bây giờ ăn một chút xíu canh ha. Rồi có thể tụi mình đem thêm mì nè, có thể chụm mì vô ăn cho nó đỡ ngán, ăn thịt không ngán lắm. Hấp dẫn chưa? Chờ 5 phút nữa là ăn được rồi. Có bạn chơi mấy bạn không? Dạ, có bạn kia nhỏ nhỏ giống Ryan kìa. Nên buồn ngủ rồi, 11 giờ là tới giờ đi ngủ rồi, không biết mấy giờ rồi ta. Let me see. Bây giờ em Ryan ngồi trong cái lều chơi rồi. Giờ mình ngồi ăn trưa. À, cái canh ngon quá đây là. Con gà, ngon. Có khăn nữa, anh muốn lau tay anh lau đây. Mình chấm với sốt mè mọi người, gọi là trứng mã chiang. Thì Khoa ăn hot pot hay chấm với cái sốt mè này. Ăn nó béo béo ngậy ngậy giống như là sốt đậu phộng của mình vậy đó. Anh lấy đồ gì của mẹ đó con. Thôi đừng phá, nó đi ngủ nha. Kéo áo xuống. Đang đang ngồi trong lều nè, ông bà của chú ơi. Thôi đợi bà ăn xong rồi mình đi ngủ nha.
là anh ngủ trong lều, ông bà cô chú ơi. Ngủ say rồi. Rồi, và bây giờ thì tụi mình dọn lều đi về rồi mọi người ơi. Thì như dự định là tụi mình sẽ sáng đi chiều về. Mà bây giờ dự báo thời tiết thì nó là 2 giờ có giông bão, có mưa. Mà bây giờ mới 12 giờ trưa thì trời còn nắng nhưng mà đã đổ gió rất là nhiều rồi. Thì em Ryan khó chịu. Em Ryan muốn đi về, nên là tụi mình phải dọn lều và chở em Ryan về thôi. Bởi vì có em bé đi đâu cũng rất là mệt đó mọi người. Chơi không có được lâu là nó đòi về rồi. Mình hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho gia đình mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo có phải màn hình. Và đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của gia đình mình nha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy tặng cho gia đình mình một like ở bên dưới. Chào tạm biệt, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Bye bye, have a good day.